Chào các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ lắp đấu vòi cho cái bộ bơm này. Đập vòi đập thít này. Nó có 3 cửa. Luôn nhưng mà phải sạc đây cho cái phủ điện này nó ấy. Cái này không có cái phủ sạc điện này, giật một phát không, cứ để nửa tiếng là nó lành nhanh mà, không đem ra ngoài ao ấy thử. Cứ bắt đi mai này thì cái này đệm mà. Ông xả nhé. Vâng, đây là ông xả. Ông xả nó mới mềm này, ông hút anh lắp cái này nó hút bẹp ngay. Ông bay đi xong rồi mai thử luôn nữa. Giật tay vừa phát dầu vẫn còn nữa. Nó em giật rồi nhưng dính lần trước mà sái tay khiếp. Không đủ lực à? Không đủ lực. Vừa do cái thì cho bà con về cái gì nhỉ? Đấy. Để xong nó rồi, nó vào này. Cái này đầu vào với đầu ra nó bằng nhau nhé mọi người nhé. Bây giờ tiếp đầu hút.
này còn cái máy bắn ốc bắn chích 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 chích. Này nó phát minh ra cái ốc vặn này giỏi phết. Có những cái nhìn tưởng rất đơn giản, để thiết kế ra nó là cả một quá trình. Đây quá to rồi. Cái ống này nó dày. Cái này là đầu tiên mình lắp, chưa có kinh nghiệm. Đang cần nó rộng ra, đi vặn nhỏ lại. Đấu vào. Quan trọng nhất là cái cửa vào cửa ra, còn cái dọ hút này thì do cái này nó không phải dùng van một chiều ở phía ngoài nên là mọi người có thể chế được cái khác. Rồi, cho răng vào. Tiếp đến là đầu dọ. Sư thầy lại bảo ra tát ao chùa. Cắm vào đây. Mình vốn lên vào. Bà con mà dùng máy xới mini loại đấu đầu là cái này rất tiện, đuôi nó có sẵn một cái cửa đây, cái dọ đây, cái dọ này trong trường hợp mà bà con nó làm rơi vỡ cái này bà con có thể chế được.
uốn mấy cái vòng vòng ở đây này. Hàn nó lại. Sắt này là sắt ống này ống 50. Mình đo xem cái cốt này cốt bao nhiêu. Thôi, mình sẽ đo rồi. 48. Lên tít trên này nó là 50 còn tới ngay lối đây là 48. Đây là cốt 48. Cái ống này ống 50. Lỗ trong. Vào. Siết lại. Úi giời. Bò lắm. Mình cái này là mình đang lắp vào cái máy đề điện nên chắc là mình phải khởi động cho nó nổ để nó ấy đã. Nếu mà cái giọng này mà hỏng nhá thì mọi người có thể mua cái đầu thu 48 ấy, cái đường kính ngoài là 48 ấy. Đấy thì mọi người lắp vào đây được. Bởi vì cái ống này của nó là nó có cốt sắt, có cái lò xo bên trong nó cứng. Nhưng nếu mà mọi người mua đường kính ngoài mà 50 thì mọi người phải làm nó lách được vào thì là đấy, cho mọi người có thể chế cái rọ đó, mọi người làm cái ống PVC ấy, cái đầu thu ấy. Đấy siết chặt rồi xong cái đầu cái nọ quăng làm vỡ rồi, hôm nay sẽ vỡ tiếp. Đấy, mọi người về mo nhé, về mo là kéo dây khởi động này, cái lẽ áp xuống, cái dây khởi động mối rồng nhiều vòng rồi, kéo mà nó thấy không thấy máy nó tiến về đằng trước là máy về mo rồi. Nó phát hiện giật cho phát.